Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập. Bài 8. Luyện từ và câu. Câu chủ đề của đoạn văn. Rồi trước khi làm các bài tập của bài này, các em cần nắm được một số kiến thức cơ bản sau. 1. Câu chủ đề thường là câu mở đoạn nêu ý chính, tức là nêu chủ đề của đoạn văn. 2. Chủ đề của đoạn văn có thể được nhắc lại và nâng cao ở câu kết đoạn, tức là câu kết đoạn nhắc lại chủ đề của đoạn văn và nâng cao. Câu này thường ở cuối đoạn văn. Cụ thể, các em làm bài tập số 1. Tìm câu mở đoạn, kết đoạn trong đoạn văn nói về câu chuyện trước ví. Điền từ ngữ trong ngoặc đơn vào vị trí phù hợp mở đoạn, kết đoạn. Trước ví là câu chuyện mà em rất thích vì nội dung thú vị và có ý nghĩa sâu sắc. Như vậy, câu này nêu chủ đề của đoạn văn. Do đó câu này là câu mở đoạn. Qua câu chuyện, em hiểu rằng trung thực là phẩm chất rất đáng quý và không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Câu này nhắc lại chủ đề của đoạn văn và nâng cao. Như vậy câu này là câu kết đoạn. Bài tập số 2, nội dung câu mở đoạn và câu kết đoạn có điểm gì giống và khác nhau? Đánh dấu check vào những ô trống phù hợp. Nội dung câu mở đoạn, câu kết đoạn. A. Nêu ý chính, tức là nêu chủ đề của đoạn văn. Nêu ý chính, tức là nêu chủ đề của đoạn văn. Đó chính là câu mở đoạn, thường là câu đầu tiên của đoạn văn. B. Mở đầu đoạn văn, giới thiệu chủ đề của đoạn văn. Đây chính là câu mở đoạn. C. Kết thúc đoạn văn, nhắc lại và nâng cao chủ đề của đoạn văn. Đây chính là nội dung của câu kết đoạn. Tiếp theo là các em sang phần 2 la mã luyện tập. 1. Gạch dưới câu chủ đề trong các đoạn văn sau. E. Trong những câu chuyện đã đọc gần đây, em thích nhất là chuyện Lá cờ thêu 6 chữ vàng của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Chuyện kể về người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản. Quốc Toản còn nhỏ tuổi mà rất sốt sắng lo việc nước. Chàng đã tập hợp 600 tráng sĩ thành một đội quân dưới lá cờ thêu 6 chữ vàng, phá cường địch, báo Hoàng Ân. Đội quân của người thiếu niên anh hùng đã lập được nhiều chiến công vang dội, góp phần đánh thắng giặc Nguyên hung hãn. Chuyện Lá cờ thêu 6 chữ vàng để lại cho em ấn tượng rất sâu sắc về lòng yêu nước của thiếu nhi Việt Nam. Như vậy, câu chủ đề trong đoạn văn này chính là câu đầu tiên. Trong những câu chuyện đã đọc gần đây, em thích nhất là chuyện Lá cờ thêu 6 chữ vàng của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Câu này nêu chủ đề của đoạn văn. Chủ đề của đoạn văn là nói về chuyện Lá cờ thêu 6 chữ vàng của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Được chưa? B. Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm, gió đưa hương thơm ngát như hương cau hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con lác đác và nhụy li ti giữa những cánh hoa. Rồi như vậy, câu chủ đề trong đoạn văn này chính là câu đầu tiên, hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Cụ thể đoạn văn này là tả về hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Đây chính là câu chủ đề của đoạn văn. Bài 2, viết thêm câu chủ đề phù hợp vào các đoạn văn sau. Câu chủ đề: ngày xưa có hai vị thần là Sơn Tinh và Thủy Tinh. Yết Kiêu là một người có tài bơi lặn. Câu nào là câu chủ đề của đoạn văn A? Câu nào là câu chủ đề của đoạn văn B? Nghe tin quân Nguyên xâm lược đất Việt, ông xin nhà vua cho ra trận, chỉ với vũ khí là búa và dùi sắt để giết giặc.
À, như vậy, câu chủ đề của đoạn văn này chính là Yết Kiêu là một người có tài bơi lặn. Yết Kiêu là một người có tài bơi lặn. Nghe tin quân Nguyên xâm lược đất Việt, ông xin nhà vua cho ra trận, chỉ với vũ khí là búa và dùi sắt để giết giặc. Một lần, khi đục thuyền giặc, ông bị chúng bắt. Ông nhanh trí và dẫn địch đi bắt người đục thuyền, rồi nhân lúc chúng sơ ý, ông nhảy xuống biển sâu trốn thoát. Rồi như vậy, câu chủ đề của đoạn A là Yết Kiêu là một người có tài bơi lặn. Cụ thể, cả đoạn văn này là nói về Yết Kiêu. B. Sơn Tinh có thể dùng phép bốc từng quả đồi, rời từng dãy núi. À, câu chủ đề của đoạn B là chính là ngày xưa có hai vị thần là Sơn Tinh và Thủy Tinh. Sơn Tinh có thể dùng phép bốc từng quả đồi, rời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng lũ. Thủy Tinh có thể hô mưa gọi gió, làm thành giông bão, rung chuyển cả bầu trời. Như vậy, nội dung đoạn văn này là nói về hai vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh. Cụ thể là câu chủ đề của đoạn văn là ngày xưa có hai vị thần là Sơn Tinh và Thủy Tinh. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.